mà thường nhắc nhớ chỉ sa thú năm ý nghĩa nhớ nha. Vâng. Cái nghĩa thứ nhất là lần thai. Vâng. Thứ hai là đồng ý theo. Vâng. Tức là hôm nay là chùa ở đây tổ chức lễ đặt bát, gia đình thí chủ mời quý vị đến tham dự lễ đặt bát, quý vị đồng ý không ạ? À? Sa thú. Sa thú. Vâng. Từ hôm nay thí chủ và tất cả quý vị làm phước, quý vị xin chia phước đến chư thiên hùng mọi người, mọi người nói sa thú, xin tùy hỷ theo. Là ba đại nghĩa rồi ha. Lần hai đồng ý theo, tùy hỷ theo. Thứ tư là mình là người Việt Nam yêu tổ quốc, yêu đồng bào, mình là Phật tử, mình sống tốt đại đẹp đạo. Quý vị có đồng ý theo không ạ? Dạ vâng. Sa thú có nghĩa là thứ tư là vâng lời. Vâng. Hai nhớ. Dạ vâng. Và ý nghĩa thứ năm, ở ngoài khi người ta cho mình cái gì mình nói sao? Cảm ơn. Còn trong đạo thì nói sa thú. Cho nên ý nghĩa của sa thú năm ý nghĩa gì nhớ nghe. Sa thú nghĩa thứ nhất là lành thai. Thứ hai đồng ý theo. Thứ ba là tùy hỷ theo. Thứ tư là vâng lời. Thứ năm là cảm ơn. Sa thú.